và các bản tin nhanh 24/7. Suzuki GS250A chính thức trình làng với động cơ có thể gây thất vọng. GS250A, mẫu mô tô thể thao 250 bàn khối được mong chờ nhất của hãng Suzuki, cuối cùng đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Cuộc họp báo tại Suzuki GS250A Trung Quốc diễn ra vào ngày hôm qua 19 tháng 10. Thay vì là mẫu xe thay đổi phân khúc mô tô thể thao 250 bàn khối, chiếc Suzuki GS250A lại hướng đến giá bán hợp lý túi tiền, sự thực dụng để cạnh tranh trực tiếp những đối thủ như Yamaha R25, Kawasaki Ninja 250R, KTM RC 250 hay chiếc Honda CBR 250RR. Các sơ đồ cơ bản của xe bao gồm chiều dài, chiều rộng, chiều cao 2085 × 740 × 1110mm, chiều dài cơ sở 1430mm, chiều cao yên xe 790mm, trọng lượng 179kg. Trong khi đó, bình nhiên liệu của xe có dung tích 15 lít. Xe hoàn toàn gây ấn tượng với thiết kế khá đẹp mắt, gợi nhớ liên tưởng những mẫu mô tô thể thao phần khối lớn. Ngoài ra, chiếc Suzuki GS250A còn chia sẻ với nhiều thiết kế gợi nhớ tới người anh em GSi-105 mới ra mắt tại triển lãm Etemod 2016 vừa qua và chiếc Zigger FF bán tại Ấn Độ. Bộ quay của xe được thiết kế góc cạnh đậm chất thể thao. Trên đầu GS250A có cụm đèn pha dạng sợi tóc thông thường. Trong khi đó, ở đằng sau có cụm đèn hậu làm từ 12 bóng LED. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị lớp cỡ lớn 140 tương tự như Zigger GS50. Tiếp đó là ống xả mập mạp vểnh lên, làm tăng thiết kế thể thao cho chiếc xế. Cụm đồng hồ của xe thiết kế giống chiếc Zigger, thuộc dạng kỹ thuật số toàn phần. Tuy nhiên, đèn hình màu đen thay vì màu cam với cụm đồng hồ trên chiếc Suzuki GS250A trông cuốn hút hơn. Cụm đồng hồ hiển thị khá nhiều thông số, từ mức tiêu hao nhiên liệu đến nhắc nhở lịch thay dầu. Trái ngược với vẻ đẹp thiết kế, chiếc Suzuki GS250A có thể gây thất vọng khi lấy động cơ từ người đàn anh Isuzu 250 nhưng mạnh hơn một chút. Cụ thể về động cơ của xe, loại 2 xi lanh DOHC có dung tích 248cc, tạo ra công suất tối đa 25 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 23,4 Nm tại vòng tua 6.500 vòng phút. Hai con số tương ứng của Suzuki Isuzu là 24 mã lực và 22 Nm. Động cơ kết hợp hộp số 6 cấp. Còn so với đối thủ Yamaha R25, chiếc Suzuki GS250A rõ ràng yếu hơn một chút. Sử dụng động cơ 2 xi lanh song song 8 vành làm mát bằng chất lỏng có dung tích 249cc. Yamaha R25 cho công suất tối đa 35,5 mã lực tại vòng tua máy 12.000 vòng phút, mô men xoắn cực đại 22,6 Nm tại vòng tua 10.000 vòng phút. Những trang thiết bị nổi bật khác của chiếc GS250A bao gồm phanh đĩa trước 290mm, kẹp phanh 2 piston, phanh đĩa sau 240, kẹp 1 piston do Nissan sản xuất. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS chỉ trang bị tùy chỉnh cho chiếc Suzuki GS250A. Cuối cùng, xe được trang bị phục ống lồng ở phía trước và không tùy chỉnh theo tải, giảm sóc đơn ở đằng sau. Hiện giá bán xe chưa được công bố. Dự kiến xe sẽ có giá bán rất hợp lý. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share nhé. Subscribe.